Một chuyên gia hàng không cho rằng vụ rơi máy bay Boeing 737 đến 500 của Indonesia hôm 9 tháng 1 ít có khả năng do lỗi thiết kế, khi nguyên nhân chính thức đang được điều tra. Ông Richard Baulafia, một nhà phân tích hàng không từ Te Group, cho rằng vụ rơi máy bay không phải là do lỗi thiết kế của mẫu máy bay này. Nó đã bay gần 30 năm nên có vẻ như đây không phải do lỗi thiết kế. Có hàng nghìn máy bay tương tự cũng được sản xuất từ hơn 20 năm trước nên nếu chiếc máy bay này có vấn đề gì thì đã được phát hiện. Cũng theo chuyên gia này, dù máy bay gặp nạn bay 26 năm vượt quá tuổi bãi trung bình của nhiều máy bay, không bất thường khi một máy bay lâu năm như vậy được sử dụng sẽ hoàn toàn an toàn nếu máy bay vẫn được bảo trì theo đúng quy trình do các cơ quan quản lý địa phương quy định, ông nói. Hôm 9 tháng 1, máy bay Boeing 737 đến 500 của hãng hàng không Indonesia Garuda -E, mang số hiệu FZ182 mất tích sau khi cất cánh và sau đó được xác nhận rơi xuống biển. Theo trang web theo dõi chuyến bay Garuda 24, máy bay mất hơn 3.000 mét độ cao chỉ trong chưa đến một phút. Một nhân chứng cho biết nhìn thấy thứ giống như sét đánh xuống biển và phát nổ. Theo BBC, truyền thông Indonesia cho biết các mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy. Ông Soejan Toza no chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia xác nhận, trên máy bay gặp nạn có 62 hành khách và phi hành đoàn, trong đó có cả trẻ sơ sinh. Mẫu máy bay Boeing 737 đến 500 gặp nạn có thời gian bay 26 năm, là một phần của loạt máy bay 737 kết thúc sản xuất vào năm 1999 nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Boeing gần đây gặp nhiều sự cố khó khăn, tháng 10 năm 2018 và tháng 3 năm 2019, hai máy bay Boeing 737 Max rơi khiến 364 người thiệt mạng. Các máy bay 737 Max bị cấm bay khắp thế giới trong khi các nhà chức trách và Boeing tìm cách khắc phục lỗi thiết kế của nó. Cuối năm 2020, sau các cuộc điều tra căng thẳng, 737 Max lại được cho bay. Tuần vừa qua, Boeing đồng ý trả 2,5 tỷ USD tiền phạt liên quan đến bê bối 737 mắc. Toàn bộ hành khách trên máy bay Boeing 737 đến 500 thuộc hãng hàng không Air rơi -E tại vùng biển Vạn Đảo, thủ đô Jakarta đều là công dân Indonesia. Đó là thông tin được đưa ra trong cuộc họp báo tại sân bay Soekarno Hatta, thủ đô Jakarta, ngay tối ngày 9 tháng 1. Ông Soejan Tojajono, chủ tịch ủy ban an toàn giao thông vận tải quốc gia Indonesia xác nhận, trên máy bay gặp nạn có 62 hành khách và phi hành đoàn trong đó có cả trẻ sơ sinh. Ông Soejanto To cho biết, máy bay mang số hiệu mươi 182 đã bị hoãn 30 phút trước khi cất cánh do mưa lớn. Máy bay giảm độ cao đột ngột và mất tín hiệu sau 4 phút cất cánh. Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Indonesia khẳng định, mặc dù sản xuất từ năm 1994, song máy bay Boeing 737-500 đến này được bảo dưỡng theo quy định và vẫn đang ở trong tình trạng tốt. Máy bay Boeing 737 đến 500 gặp nạn vào thời điểm đầu năm mới khiến dư luận nhớ đến các sự kiện tương tự tại Indonesia. Trong vòng hai thập kỷ qua, đã có ba máy bay thương mại của Indonesia lao xuống biển năm 2007. Máy bay Boeing 737 đến 400 của hãng hàng không Adam Air -E chở 102 hành khách và phi hành đoàn rơi xuống vùng biển Sulawesi. Năm 2014, Máy bay Airbus A32216 của hãng hàng không AOC chở 155 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn rơi trên vùng biển Java năm 2018. Máy bay Lion Air mang số hiệu JT610 rơi ở vùng biển Tây Java. Máy bay thuộc hãng hàng không GAZA Air e rơi chiều ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại Indonesia với hơn 818.000 ca mắc.